Rồi, xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hiện tại thì anh em kỹ thuật của Hoàng Long lại đang có mặt tại Hải Phòng đấy rồi ạ. Bây giờ là 7 giờ tối tại nhà anh Tuấn ở Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Anh Tuấn vừa trên Hà Nội về. Hình như có cái đèn đấy anh. Có. Bây giờ anh em sẽ cho cái bộ dàn combo của anh Tuấn vào cái không gian để lắp đặt cho anh Tuấn. Mời các bác thưởng thức cái chất âm của đôi loa G1000 được phối ghép với X22 Pro và Submaster. Xin chào tất cả bác và anh em nhé. Hiện tại thì anh em Hoàng Long đã xếp xong cái bộ dàn combo cho anh Tuấn tại Hải Phòng đây. Một đôi loa Hãy subscribe.